tới mảnh đất Tây Nguyên, người ta hình dung tới một bức tranh sơn thủy hữu tình, tới những bản trường ca hùng tráng hòa quyện trong không gian văn hóa cổng chiêng. Nhưng ít ai biết được rằng, vùng đất ấy còn chứa ẩn trong mình biết bao điều huyền bí. Một lần ngược miền thượng xa xôi, chợt ngỡ ngàng rằng giữa đại ngàn hùng vĩ lại xuất hiện một công trình kiến trúc mang đậm nét văn hóa của người Chăm. Tháp Chăm Ea Krom tọa lạc tại một cánh rừng thưa thuộc địa phận xã Ea Rốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Từ thành phố Buôn Ma Thuột đi theo tỉnh lộ 1 về phía tây bắc chừng 100 km, du khách sẽ tới một mảnh đất vùng sâu vùng xa của tỉnh, nơi mà cư dân họ rất thưa thớt, và hiện diện xung quanh là bạt ngàn màu xanh của rừng nhiệt đới với những cây mọc hàng mùa thu, những hệ thực vật dây leo địa y phong phú, và cũng có nơi đó là những giò lan lơ khô đầy rủ rỗ. Và rồi những không gian học như ấy, Tháp Chăm Ea Krom được sử dụng ở đó, nhưng dấu tích còn sót lại của những câu chuyện đang dần chìm trong cõi cô đinh của thời gian. Một công trình kiến trúc đã tốn bao công sức nghiên cứu của các nhà khảo cổ, bao giải thuyết được đặt ra để chứng minh cho sự xâm thực từ lâu đời của nền văn hóa Khmer trên mảnh đất Tây Nguyên huyền thoại. Người ta cho rằng tháp Ea Krom được người Chăm xây dựng ở Đắk Lắk từ thế kỷ 18, tương ứng với triều đại vua Chăm Ea Hay Sinvadatmen thứ 3 và triều đại nhà Trần ở nước Đại Việt phía Bắc. Nhưng sau đó, người ta nhận thấy dường như người Chăm dần vắng bóng trên mảnh đất này, gây nhiều tranh cãi cho giới chuyên môn. Tháp Chăm Ea Krom được coi là một công trình tôn giáo thờ thần Shiva dưới dạng Mukhaliga trong văn hóa của người Chăm. Nhưng ngày nay, ngọn tháp này lại trở thành một điểm tâm linh của người dân vùng Ea Súp. Từ người Gia Rai, Ê Đê, Mờ Nông cho tới người Kinh đều xem đó như một nơi chốn linh thiêng. Cái tên Ea Krom tức là một vị thần lớn hay còn gọi là thần tối cao. Những câu chuyện ẩn chứa sau ngọn tháp là điều thu hút du khách thập phương tìm về Ea Krom. Nhưng khi đến chiêm ngưỡng công trình kiến trúc này, lòng mỗi người lại mang những cảm xúc khó tả. Nào biết rằng một ngọn tháp kỳ bí lại có một địa thế đẹp tới vậy. Tháp Ea Krom không xây trên những ngọn đồi cao mà chìm lấp dưới những tán cổ thụ của rừng già Ea Súp. Để rồi quanh đó, con sông Ea Hờ Leo không ngừng chảy, cứ ép uốn lượn quanh khu rừng thưa, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ. Nước chảy bốn mùa, những tàn cây xanh suốt tháng và lần khuất giữa không gian yên bình, đó là ngọn tháp Ea Krom điêu linh, huyền bí. Thực và ảo đan xen vào nhau, bàn tay tạo hóa và bàn tay con người cũng vẽ nên một hình hài đầy mê hoặc, khiến người lữ khách cứ nôn nóng muốn vén bức màn đại ngàn để được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc còn mang nhiều điều bí ẩn. Tháp Ea Krom không hề đồ sộ, ngọn tháp chỉ cao 9 m, được thiết kế theo hình kiểu búp hoa, nền hình vuông, mỗi chiều 5 m. Toàn bộ tháp được xây dựng gạch nung đỏ trên một nền cao bằng đá xanh. Càng lên cao, công trình được thiết kế càng nhỏ dần, chóp tháp là những viên gạch được xếp chồng chéo lên nhau. Nhìn xung quanh, người ta chỉ phát hiện một cửa vào duy nhất mở về hướng đông, có bề rộng 1,6 m, không gian trong lòng tháp chỉ rộng 5 m². Nhìn vào ba mặt tường còn lại là những cửa giả mang tính chất tượng trưng. Một công trình kiến trúc tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa bao điều kỳ thú. Người ta tìm về nơi đây để thỏa cái trí tò mò, để thử cái cảm giác vạch lá ở rừng, vén màn thiên nhiên và tìm kiếm điều bí mật. Câu chuyện về ngọn tháp mãi không dừng lại ở đó. Cứ mỗi lần du lịch lên cao nguyên vùng Đắk Lắk là người ta lại nhắn nhủ nhau tìm về tháp Ea Krom. Công trình ấy cứ đứng đó, sừng sững giữa đại ngàn hùng vĩ, in đậm dấu của thời gian hoang phế, như một chứng nhân lịch sử từ ngàn xưa, minh chứng cho sự hiện hữu của người Chăm một thời trên mảnh đất Tây Nguyên. Thank you.